Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Các bạn trẻ là hãy dám nghĩ, dám làm, dám đi và dám khẳng định mình. Hãy vượt ra khỏi vòng an toàn để đến những chân trời mới và thưởng thức những cái điều mới. Bởi vì đôi khi là những cái điều đó là không phải những ngày bình thường bạn gặp được, mà chỉ có những chuyến đi mới đem lại cho bạn những trải nghiệm đó. Các bạn nên đi khi mà mình còn trẻ và mình còn tự do, để cái sự phóng khoáng là mãi ở lại trong chúng ta. Khám phá những chân trời mới không chỉ giới hạn là những trải nghiệm, mà còn trau dồi thêm vốn sống dày dặn cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc, với mục tiêu tạo ra một không gian cởi mở, đánh thức động lực xê dịch. Chiều ngày 21 tháng 4, tại tầng 3 Dolphin Plaza Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội, S-Talk Việt Nam và S-Learning Việt Nam đã tổ chức chương trình Talk Show Tuổi Trẻ và Những Chuyến Đi. Start là câu chuyện và trải nghiệm của ba khách mời đã trải qua hành trình vạn dặm. Đó là Nguyễn Minh Ngọc, phóng viên, tác giả Ba Lô Trên Thảm Đỏ; Cao Tuấn Ninh, chàng trai vượt khắp 63 tỉnh thành, thành viên ban quản trị nhóm Vượt Luôn; và Vũ Minh Điệp, travel blogger. Phóng viên Nguyễn Minh Ngọc, người đã đặt chân đến 25 quốc gia, đi qua hơn 100 thành phố, là tác giả những cuốn sách như Ba Lô Trên Thảm Đỏ 1987, thể hiện những điều rất bản ngã, chiêm nghiệm của chính mình về cuộc sống, cũng như rất hữu ích cho những bạn không ngại mạo hiểm, dám vượt qua chính mình để bùng cháy cùng tuổi trẻ. Travel blogger Vũ Minh Điệp đã đi qua 26 quốc gia trên cả 3 châu lục Á, Âu, Phi. Không đơn giản để đi check-in như nhiều bạn trẻ, mà đặc biệt là qua mỗi vùng miền, travel blogger đều dừng lại tham gia vào sinh hoạt cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa ở nơi đó. Minh Điệp nghĩ rằng ai cũng có thể đi và tận hưởng tuổi trẻ nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bạn Cao Tuấn Ninh là nhân vật đã có chuyến đi xuyên suốt 63 tỉnh thành trên cả nước từ năm 19 tuổi, với đam mê rong ruổi trên cả cung đường, cùng quan điểm tuổi trẻ chỉ có một. Tuấn Ninh chia sẻ, các bạn trẻ hãy sống và vươn tầm nhìn ra xa hơn, để tuổi trẻ đi qua ta không còn gì phải tiếc nuối. Sức trẻ là những khí thế, là những sục sôi, đôi khi pha cả sự ngông cuồng mà chẳng độ tuổi nào có thể sánh bằng được. Chúng ta hãy sống thật tử tế, vượt qua những giới hạn của bản thân, vượt qua những khó khăn đã bó buộc những suy nghĩ, để tuổi trẻ được thỏa mãn niềm khao khát với cuộc đời. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.